Thiện hiện, nên biết, địa giới không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, thủy hỏa phong không thức giới không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, nên biết, thánh đế khổ không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, thánh đế tập diệt đạo không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, nên biết, vô minh không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não, không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, nên biết, sự huyễn không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, cảnh mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, hoa đốm giữa hư không, sóng nắng, ảo thành, việc biến hóa, không có sở hữu, nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, nên biết, cái không nội, không có sở hữu, nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, nên biết, bố thí ba la mật đa không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh ngự, bát nhã, ba la mật đa không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, nên biết, bốn tịnh lự không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, nên biết, bốn niệm trụ không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, nên biết, pháp môn giải thoát không, không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, nên biết, năm loại mắt không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, sáu phép thần thông không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, nên biết, mười lực của Phật không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, nên biết, bậc dự lưu sanh vào đường ác không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, bậc nhất lai sanh lại nhiều lần, bậc bất hoàn sanh vào cõi dục, đại bồ tát sanh ra để tự lợi,
A-la-hán, độc giác, Phật đà, chánh đẳng, chánh giác sanh lại đời sau, không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, giữ lưu hướng, giữ lưu quả, không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả. A-la-hán hướng, A-la-hán quả, độc giác hướng, độc giác quả. Bồ Tát Như Lai không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, danh tự giả tưởng thi thiết ngôn thuyết không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi, không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, khoảng trước, khoảng giữa và khoảng sau không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, sự vãng lai không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, sĩ đi đứng không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, vô sanh không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, sự tăng giảm không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, bậc cực hỷ không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệt tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiệt tuệ, bậc pháp vân không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, bậc tịnh quán không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biệt, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai, không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, sự thành thục hữu tình không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, sự nghiêm tịnh cõi Phật không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp nào chẳng thể nắm bắt được, nên nói là ngã vân vân, chẳng thể nắm bắt được. Phật dạy: Thiện hiện, tánh ngã chẳng thể nắm bắt được, nên nói ngã chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh cái thấy chẳng thể nắm bắt được, nên nói cái thấy chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh ngã cho đến tánh cái thấy chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh chân như chẳng thể nắm bắt được, nên nói chân như chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh thật tế chẳng thể nắm bắt được, nên nói thật tế chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh chân như cho đến tánh thật tế chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh sắc chẳng thể nắm bắt được, nên nói sắc chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh thức chẳng thể nắm bắt được, nên nói thức chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh sắc cho đến tánh thức chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, nên nói nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh ý xứ chẳng thể nắm bắt được, nên nói ý xứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh nhãn xứ cho đến tánh ý xứ chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, nên nói sắc xứ chẳng thể nắm bắt được,
cho đến tánh pháp xứ chẳng thể nắm bắt được nên nói pháp xứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh sắc xứ cho đến tánh pháp xứ chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Hiện hiện, tánh nhãn giới chẳng thể nắm bắt được nên nói nhãn giới chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên nói các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh nhãn giới cho đến tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Hiện hiện, tánh nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được nên nói nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên nói các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh nhĩ giới cho đến tánh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Hiện hiện, tánh tỷ giới chẳng thể nắm bắt được nên nói tỷ giới chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên nói các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh tỷ giới cho đến tánh các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, tánh thiệt giới chẳng thể nắm bắt được nên nói thiệt giới chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên nói các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh thiệt giới cho đến tánh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, tánh thân giới chẳng thể nắm bắt được nên nói thân giới chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên nói các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh thân giới cho đến tánh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, tánh ý giới chẳng thể nắm bắt được nên nói ý giới chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên nói các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh ý giới cho đến tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, tánh địa giới chẳng thể nắm bắt được nên nói địa giới chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh thức giới chẳng thể nắm bắt được nên nói thức giới chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh địa giới cho đến tánh thức giới chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, tánh thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được nên nói thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh thánh đế đạo chẳng thể nắm bắt được nên nói thánh đế đạo chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh thánh đế khổ cho đến tánh thánh đế đạo chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, tánh vô minh chẳng thể nắm bắt được nên nói vô minh chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thể nắm bắt được nên nói lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh vô minh cho đến tánh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, tánh sự huyễn chẳng thể nắm bắt được nên nói sự huyễn chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh sự biến hóa chẳng thể nắm bắt được nên nói sự biến hóa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh sự huyễn cho đến tánh sự biến hóa chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, tánh cái không nội chẳng thể nắm bắt được nên nói cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh cái không, không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được nên nói cái không, không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh cái không nội cho đến tánh cái không, không tánh tự tánh chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh.
thiện hiện tánh bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được, nên nói bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được, nên nói bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bố thí ba la mật đa cho đến tánh bát nhã ba la mật đa chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được. Vì rốt ráo thanh tịnh, thiện hiện tánh bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, nên nói bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được, nên nói bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bốn tịnh lự cho đến tánh bốn định vô sắc chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được. Vì rốt ráo thanh tịnh, thiện hiện tánh bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, nên nói bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được, nên nói tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bốn niệm trụ cho đến tánh tám chi thánh đạo chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được. Vì rốt ráo thanh tịnh, thiện hiện tánh pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, nên nói pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh pháp môn giải thoát vô nguyện chẳng thể nắm bắt được, nên nói pháp môn giải thoát vô nguyện chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh pháp môn giải thoát không cho đến tánh pháp môn giải thoát vô nguyện chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được. Vì rốt ráo thanh tịnh, thiện hiện tánh năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, nên nói năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được. Tánh sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, nên nói sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh năm loại mắt, tánh sáu phép thần thông chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được. Vì rốt ráo thanh tịnh,